Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã đến với kênh của Lala Plus. Và như thường lệ, mình là Lala, chịu trách nhiệm chính sản xuất về nội dung, hình ảnh của kênh. Kênh của mình dành cho những ai quan tâm đến lĩnh vực chất lượng, kiểm soát chất lượng, quản lý chất lượng, QA/QC. Và đặc biệt, ai đang học, làm việc, nghiên cứu về tiêu chuẩn ISO 901 thì lại càng phù hợp. Ông quên chưa giới thiệu tôi ông ơi. À vâng, đây là Lulu nha mọi người. Người bạn đồng hành khá là dí dỏm, thú vị nhất của kênh. Nhưng nhiều lúc hỏi các câu rời hơi đất hỡi mà tôi nhiều lúc không biết tải lòng mà trả lời. Không biết phải hỏi, mà càng hỏi thì lại càng hiểu. Đấy là tôn chỉ của tôi đấy. Đúng vậy, mình rất mong mọi người giống như Lulu đặt nhiều câu hỏi cho mình, để mình có cơ hội chia sẻ đến mọi người các kiến thức ISO 901 nhiều hơn nữa. Thế hôm nay Lulu có vấn đề gì trong chất lượng hay ISO 9001 không nào? Có điều gì đang trăn trở cần mình giúp đỡ không? À đúng rồi, tôi đang có một thắc mắc mà nghĩ mãi không ra không ạ? Điều gì đấy? Nói cho tôi nghe xem nào. Chả là thế này. Tuần trước sếp tôi yêu cầu tôi viết quy trình đào tạo cho công ty. Tôi hí hửng nhận nhiệm vụ. Sau một tuần thì ngay sáng thứ hai đầu tuần sau ấy, tôi gửi cho sếp bản quy trình tôi mới đánh máy xong. Sếp tôi xem xong cau mày rồi quát lớn: đây mà là quy trình đào tạo à? Cậu về viết lại ngay cho tôi. Thế là tôi cầm bản thảo về luôn, sợ mất mặt. Không biết tôi viết quy trình đào tạo sai ở đâu nữa mà sếp tôi lại bắt tôi làm lại. Cơ mà không dám lên hỏi lại ông ý, sợ ông ý lại quát trò thì bỏ mẹ. Bây giờ tôi không biết làm thế nào, lên hỏi cũng chết mà không lên hỏi cũng chết. Hình hình, là giúp tôi với. Thế ông có cầm bản quy trình ông viết ở đây không? Để tôi xem qua xem nào. Có đây, may mà vẫn mang theo bên người. Ông xem giúp tôi với. Để tôi xem nào. Ông xếp ông mắng ông là không sai đâu. Cái này đâu phải là quy trình. Cái này là ông vẽ ra quá trình đào tạo thôi, không phải là quy trình đào tạo nhá. Thế á? Tôi nghĩ đây là quy trình mà, có các bước rõ ràng thế còn gì. Ai, đây là quá trình nhá. Đúng là ông chưa hiểu rõ định nghĩa thế nào là quá trình, thế nào là quy trình, nên mới có sự nhầm lẫn như thế này. Thôi được rồi, vậy thì trong video này tôi sẽ giúp ông và mọi người phân biệt hai từ quá trình và quy trình là như thế nào nhé. Để ông còn hoàn thành nhiệm vụ viết quy trình cho sếp ông một cách đúng đắn nhất. Hè, được thế thì còn gì bằng. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back, 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 back. Để so sánh, phân biệt hai từ quá trình và quy trình thì trước hết hãy xem ISO định nghĩa như thế nào ạ. Ông có biết ISO định nghĩa quá trình và quy trình là gì không? Tôi cũng không rõ lắm. Ông chỉ tôi với. Đầu tiên, quá trình trong tiếng Anh là process nhé. ISO 901 phiên bản 2015 định nghĩa rằng quá trình là một tập hợp các hoạt động liên quan hoặc tương hỗ lẫn nhau để biến đầu vào thành đầu ra. Lưu ý, các hoạt động liên quan tương hỗ lẫn nhau ở đây tiếng Anh là activities. Và ngoài ra, chúng cũng có thể được hiểu là các sub process, dịch ra là các quá trình nhỏ hơn. Tức là một chuỗi các quá trình nhỏ hơn để biến đầu vào thành đầu ra thì cũng gọi là quá trình phải không? Ừ, đúng vậy. Thế còn định nghĩa quy trình là gì? Quy trình hay cách gọi khác đó là thủ tục. Từ thủ tục ở đây xuất phát là cách gọi từ các cơ quan hành chính nhà nước. Cơ mà theo quan điểm của tôi bây giờ ấy, thì chúng ta nên sử dụng cái thuật ngữ quy trình thôi là phù hợp nhất. Và quy trình hay thủ tục ấy, trong tiếng Anh gọi là procedure. Trong quyển ISO 9000 thì cũng định nghĩa cho nó: quy trình là cách thức thực hiện một hoạt động hay quá trình. Và hoạt động
hay quá trình ở đây thì tiếng Anh đó là activity, process hay là sub process. Đấy, tôi viết hai cái định nghĩa như vậy thì ông có thể thấy được sự giống nhau rồi phải không? À, đều có là các hoạt động này, các cái activity này, cái process hay sub process đây này. Ừ, và cái điều khác nhau ấy, phân biệt chúng ấy, đó chính là quá trình là tập hợp các hoạt động để biến đầu vào thành đầu ra, còn quy trình là cách thức thực hiện những cái điều đấy. Ồ, trông có vẻ khác đấy. Hay có thể nói một cách khác mà vẫn đúng theo định nghĩa của ISO 9000 ấy, quá trình là một chuỗi các hoạt động liên tiếp, còn quy trình là hướng dẫn thực hiện một cách chi tiết của quá trình đấy. Quá trình sẽ tập trung vào câu hỏi what, còn quy trình sẽ tập trung vào câu hỏi how. Như vừa nói thì quá trình tập trung vào câu hỏi what, tức là hỏi về cái gì, cụ thể là cái gì. Và sẽ có các câu hỏi liên quan, đó là what's the input, what's the output, what's the activities. Hay tức là cái gì là đầu vào, cái gì là đầu ra, cái gì là các hoạt động. Khi bạn trả lời được các câu hỏi này thì tức là bạn đã hoàn thành việc xác định các quá trình process đó rồi. Còn quy trình là nói về câu hỏi how, phải không? Thì tức là hỏi về làm như thế nào để thực hiện điều đấy, làm như thế nào để triển khai được quá trình đấy, how to do that. Do vậy, khi nói đến quy trình ấy, thì sẽ là chi tiết và chỉ ra cách thực hiện. Và đương nhiên, trong câu hỏi how này ấy, thì bạn phải trả lời thêm một số câu hỏi khác như là who, when, where, tức là ai này, khi nào, ở đâu, để làm sao cho cụ thể và chi tiết hơn. Tức là sao cơ? Tức là khi trong diễn tả cách thực hiện, quy trình phải chỉ ra thêm trách nhiệm thực hiện đó thuộc về ai, tức là câu hỏi who. Khi nào, thời điểm nào thực hiện công việc đấy, when. Và làm cái việc đó ở đâu, where. Nếu như thế thì quy trình mới đúng là quy trình, đúng với ý nghĩa là chỉ ra hướng dẫn cách thực hiện một cách đầy đủ. À, vậy chốt lại nè, quá trình nói về các hoạt động này, các quá trình nhỏ để biến đầu vào thành đầu ra, còn quy trình là nói về chi tiết cách thực hiện, các bước cụ thể để thực hiện các quá trình đấy, phải không? Ví dụ như là làm như thế nào này, ai làm ở đâu là làm khi nào này. Tôi tóm tắt như thế có đúng không Lala? Chuẩn đấy. Thế là ông đã phân biệt được quá trình với quy trình là gì rồi đấy. Bây giờ xem lại cái bản thảo ông viết và nộp cho sếp ông ấy, đấy là quá trình hay quy trình nào? Đâu, tôi xem lại cái có đầu vào là nhân viên mới này, đầu ra là nhân viên được đào tạo có kỹ năng này. Trong đó tôi ghi các bước là đăng ký này, lên lịch đào tạo này, lựa chọn giảng viên này, đào tạo này, làm bài kiểm tra này, vân vân này. Đấy là các hoạt động sub process đấy. Vậy đây đúng thật là tôi chỉ viết ra quá trình đào tạo thôi. Sếp tôi mắng tôi như vậy thì đúng là có lý rồi. Trước đây mà biết điều này thì có phải tốt hơn không? Nếu ông biết rõ là nhầm rồi thì ông viết lại làm sao cho đúng đi. Viết đúng cái bản chất quy trình đào tạo là gì. Vậy thì tôi về viết lại đây. Chào mọi người nha. Mình phải về để viết lại quy trình đào tạo đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Còn mọi người thì sao? Có ai bị nhầm lẫn như Lulu không? Mong video ngày hôm nay giúp mọi người phân biệt rõ hơn về sự khác biệt cơ bản giữa quá trình process với quy trình procedure, tránh cho những tình huống nhầm lẫn không đáng có. Và việc phân biệt được hai khái niệm này ấy, sẽ giúp cho các bạn học tập triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 hiệu quả hơn. Vì hai cái khái niệm này ấy, sẽ có tác dụng tốt để việc nhận thức điều khoản 4.4 này, điều khoản 7, điều khoản 8, điều khoản 9.1, điều khoản 9.2 một cách là rất là dễ dàng và thuận lợi hơn. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu rõ hơn nữa về các định nghĩa này, các khái niệm sử dụng trong ngành chất lượng và đặc biệt là hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 ấy, thì mình đang có một khóa học ISO 9001 dành cho những người mới bắt đầu. Trong khóa học này ấy, thì mình đã chỉ ra và hướng dẫn các bạn các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001
và ý nghĩa của các điều khoản này. Bạn có thể đăng ký vào link ở bên dưới phần mô tả. Khi nào khóa học được hoàn thành thì mình sẽ gửi các video miễn phí cho các bạn thông qua các thông tin mà bạn đăng ký với mình bằng cái link ở phía dưới. Hy vọng thông tin ngày hôm nay hữu ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.